Tháp Bà Ponagar Nha Trang là ngôi đền Champa nằm trên đồi Cù Lao, cao khoảng 10 mét, gần với bờ sông Cái, tọa lạc trên đường 2 tháng 4 cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 2 km về phía bắc. Khung cảnh thiên nhiên tại đây rất đẹp, có sự hài hòa của núi non, sông nước, mang đến cho du khách những trải nghiệm cực kỳ thích thú. Tháp Bà Ponagar Nha Trang là một quần thể di tích Champa có niên đại xây dựng từ khoảng thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 13, thời kỳ vương quốc Champa còn hưng thịnh và đạo Hindu được tôn thờ ở đây. Tháp Bà Ponagar Nha Trang là quần thể kiến trúc Champa lớn nhất Việt Nam hiện nay. Tháp Bà Ponagar được xây dựng với 3 tầng chính. Tầng đầu tiên là tháp cổng, do dấu tích của thời gian nên tầng này không còn nguyên vẹn, chỉ còn sót lại một số tàn tích nhỏ. Do đó bạn chỉ có thể di chuyển đến tầng 2 bằng cầu thang bằng đá. Tầng 2 hay còn gọi là Mandapa, tức nhà khách, nhà tĩnh tâm, là nơi người dân sửa soạn đồ lễ, trang phục trước khi lên điện chính thực hiện nghi lễ. Tổng quan kiến trúc ở tầng giữa gồm 10 trụ cột lớn được chia thành 2 hàng, chiều cao hơn 3 mét, đường kính 1 mét. Xung quanh là 12 cột nhỏ hơn, có chiều cao thấp hơn và toàn bộ được đặt trên bệ có chiều cao khoảng 1 mét. Cuối cùng, du khách sẽ bước lên những bậc thang dốc ở tầng giữa để đến với tầng 3. Tầng trên cùng là nơi các tháp thờ được xây dựng, hiện nay chỉ còn 4 ngôi tháp. Tháp chính ở dãy trước khá lớn, cao khoảng 23 mét, được gọi là tháp Ponagar, tức Dinh Bà. Tháp giữa là Dinh Ông, tháp phía đông nam là Dinh Cố và tháp phía tây bắc là Dinh Cô, Dinh Cầu. Đây cũng là không gian chính để tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong các buổi lễ hội. Tháp Bà Ponagar còn được biết đến với tên khác là tháp Yangpo Inu Naga hay Yangpo Anaga, được xây dựng để thờ nữ vương Poinaga. Theo tín ngưỡng của người Chăm lúc bấy giờ, bà là vị thần sáng thế, được ra từ ánh sáng mây và bọt biển, bảo vệ họ khỏi mưa gió bão lũ, giúp họ có được mùa màng bội thu, cuộc sống bình yên và sung túc. Theo đó, khu đền tháp này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của người Chăm, cũng như chứa đựng những tinh hoa nghệ thuật trong văn hóa Chăm. Vào năm 1979, tháp Bà Ponagar được xếp hạng di tích cấp quốc gia. Ngoài việc tham quan kiến trúc tháp Bà Ponagar, thì du khách còn có thể khám phá các lễ hội văn hóa đặc sắc của nơi đây. Tiêu biểu là mùa lễ hội tại tháp Bà Ponagar Nha Trang diễn ra từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 3 âm lịch hàng năm để tái hiện văn hóa Chăm đặc sắc. Lễ hội này đã trở thành lễ hội văn hóa dân gian lớn nhất tại tỉnh Khánh Hòa, lan tỏa ra cả vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ của Việt Nam. Suốt quá trình tồn tại và phát triển, người Champa đã để lại những di sản văn hóa khổng lồ. Văn hóa Champa có ý nghĩa to lớn cả về vật chất và tinh thần, dọc dải đất miền Trung. Tháp Ponagar chính là một thành tựu tiêu biểu nhất về nghệ thuật xây dựng kiến trúc đền tháp, nghệ thuật điêu khắc, bia ký và tôn giáo tín ngưỡng. Một chứng tích rõ ràng cho sự ảnh hưởng lớn mạnh của Hindu giáo đối với người Chăm và sau này là người Việt. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại.